Yam vi sang sang sa nong da cha mi phu nam mi nong sang chinh chiu y tang lần thứ ba. Bồ Tát hằng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Phẩm măng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đô ti giam bi Bồ Tát hằng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì. Đô ti giam bi thẩm măng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi sang khăn sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ nhì. Tất tỳ giảm bi bất đẳng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba. Tất tỳ giảm bi thâm măng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba. Tất tỳ giảm bi sang khăn sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ ba. Đi xa rồi nó cái hạt năng bạ rệ phôn năng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Banatibata Veramande Sakabana Samadhi Yami con xin vâng dự điều là quý chánh xa sự sát sanh Adinadana Veramande Sakabana Samadhi Yami con xin vâng dự điều học là quý chánh xa sự trộm cắp Kame Sumicha Charam Về ra mặt đi sẽ có bất đẳng sâm mạnh giá mê. Còn xin quay như điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mô sa hoa đam. Về ra mặt đi sẽ có bất đẳng sâm mạnh giá mê. Còn xin quay như điều học là quy tránh xa sự nói dối sô ra mê ra yam ma cha pa ma đa tha nam. Về ra mặt đi sẽ có bất đẳng sâm mạnh giá mê. Còn xem những điều học là quy chánh xa chi dễ uống rượu. Mana ti va ta về đi sĩ khả ba đăng ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a di na đa na về ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca me su mi cha cha ra về ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hành mẫu sa qua đa về ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra ya ma cha pa ma đa tha na về ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Nhất ma ni ban cha chi kha bà đa ni sa tu căng ca tu a nga pa ma đê na ni cha ca lăng sam rắc khi tóc băng. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy vào ngũ giới đã đảm bảo rồi, phải ráng nguyện hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng.
chỉ lệ na su ca tin doan tị chỉ lệ na phu ca tâm bát đa chỉ lệ na ni phu tin doan tị ta si ma si lăng vị số tha ye. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang cũng nhờ dị giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên cho Phật tử có ráng bảo trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhân. Sa thu lành thai ô ta mạng ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột ta mạng bút thầy vô khá lý tàu đâu sau bột thâu khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh ca cờ lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamange na quanh đê hăng thầm mạnh cha điều vị thăng và răng thầm mê vô khá li tâu đổ sâu thầm mô khả ma tu tăng mà măng chọn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na quanh đê hăng sang khanh cha điều vị thốt tam ăn sang khê vô khá lý tậu đô sâu sang khô khả ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Sa thu lành thai dặn kinh chi cu sa la cầm măng cát tập băng ký đi dặn mà cả dê na quả cha mana sa tí na sê su ga tăng cát tăng dê sa ta san ni nô a thì dê cho sa ta a san ni nô cát tăng bụn nhà pha lăng mày hằng sập bê pha ghi pha hoàn tu tệ dê tăng cát tăng su vi đi tăng định năng bụn nhà pha lăng mà giả dê cho ta thành là cha nan ti đê qua gần ta ni về đại dũng sắp bê đồ cầm hi dễ sát ta chỉ quan ta ra hê tu ca má muốn năng phô cha năng sắp bê là phan tu mà chê ta xa ti ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là bần trời vô tượng được mà hưởng nga phước con hội hưởng dân ban chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh
Hello, 123, 123, quý vị nghe rõ không? À, nghe rõ thì tốt, còn nghe rõ thì coi như đức chén hả, anh đại tế. Rồi, xin Nhật Quỳnh, nhân vật quan trọng của cái room này, là coi như hồi hướng, chắc là coi như mấy vị kia không nhận được rồi, không đồng ý, cho nên xô xin Nhật Quỳnh té rồi, khổ thiệt. Hi, kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 208. Chúng ta đưa lên để cho quý vị thấy rõ ha. Nhưng mà rồi sang đây. Xin Nhật Quỳnh coi như thế, như vậy là ai có thể ghi phần từ vựng nè. Ý nghĩa của từ vựng. Bây giờ trước khi câu giờ đi, trước khi đi vào câu Phật ngôn 208, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo trên lịch trình chút ha. Ratanataya Savandam Vi Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokotamo Sapagaru Vichet Thako Lokasya Sattha Janadam Mokko Vido Vanda Mahantang Arapu. Trên này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, pháp ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ chi năng vô lượng, tử đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trần, con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bà Đề Bồ Tát Ta Sa Sa Phu Nô Lô Ca Nam Mô Sa Vi Na Ca Ru Tô Sa Pa Nhu Bút Tho Pa Ti Phu Ti San Nhã Tô Văn Đà Ma Hình Tăng Na Ra Phu. Cái này gia cần Phật bảo với nhân vàng Như Lai xoay sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, đồng đặc chúng sinh, đầy dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đảng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô, quý sư thô, chú gá tá sá sá, quá cô, sách khá, chú ca mô, quá rá thầm, mắt sách khá cô, niên đà, bất sân xà, đi á nà, đá rô, quá rô, hoành đà, má hành tầng, đá rá phù. Cha này giác cần Tăng Bảo Thinh Văn Bạc Đà tâm học ngôn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy đảnh cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratataya te che nasikha me he tuva thanang tasa vi anupa ve nasahasaye Na sẽ chặt tụ tập xin Tam Bảo Huy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật Vi Dân hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hà Dạ. Xong có phần tán dương ông Đức Tam Bảo, nhưng mà Xích Nhật Quỳnh cũng chưa vô ha. Rồi bây giờ ai xung phong về phần tự vấn. Để chờ một chút ha. Rồi trời ơi, vô rung sinh hoạt còn trang điểm là cái gì, câu giờ nó nằm đẹp nữa, chán thiệt. Cũng báo cho quý vị biết một tin buồn là hôm qua vừa rồi quý vị biết tại sao mà vô rung không được không? Chắc cũng sắp chết rồi. Là láo lai tài tận già lắm cấm, quý vị biết không có chịu cấm điện vô cho nên máy hết pin luôn. Như vậy là chúng ta mất một buổi, nghĩ rằng máy hư màn hình nó không lên rồi bỏ mặt. Cả buổi chiều lên đi lâu đông nằm đẹp quê hương, xung quanh tóc liều cỏ ra rồi chiều tối video ha, đáng đời ha, đúng rồi. Thì kiểu ra những kiểu đó là ta chửi là phải chứ đừng nói đáng đời. Là chiều tối buồn quá trời quốc ơi, anh wifi thì quá mạnh ha, máy móc mà hư ở trong này coi như là sao đây. Rồi cắm điện vô
có điện bà con ơi, mừng quá trời quá đất. Vậy là cái điện giới sư chánh kiến ở chùa Đạo Quang mượn cái máy ngồi đó, nhưng mà cũng hên tối có như là cắm điện vô là sẽ đọc lại như bình thường ha. Rồi thấy trong room này một mình xếp Nhật Quỳnh lúi cui mang ngay cổng. Rồi thấy nó mỗi lần mở room mà thấy cũng hơi phiền phức. Rồi thôi nói xếp Nhật Quỳnh làm thêm cái cổng nữa đi, rồi rơi bẩn cái gì thì có lương nhau mà sống chứ. Thì có qua có lại. 9 giờ như vậy đó, một hôm nay vô mở room rồi nghe những cái thời pháp con người thấy nhẹ nhàng, nhưng mà càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì Sức Nhật Quỳnh bây giờ làm đúng ha. Đúng rồi, mình có cái gen laptop đó thấy nó hiện lên cái chữ Quy Đăng tính quăng đi rồi nha, nhưng mà thân cũng tiếc 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 trong điện vô thành công. Mấy ta cũng biết cái laptop hiệu Quy Đăng hả? Hay á, trời ơi thông minh mà ha. Mình đã là thông minh nhất nam tử mà nhi nữ cũng anh hùng. Rồi thời gian chờ đợi lâu quá lâu quá, thôi lấy cái nồi lên, lấy lâu quá quạt đại cho rồi chứ. Là cái gì son phấn màu mè quá, thua rồi ha. Rồi thua không chịu đưa tay đầu hàng. Hôm trước thầy bỏ một bữa này vô làm khó dễ ha. Đúng rồi, chắc là giống như hôm trước ha, quên trong điện hả. Trời ơi, nghe ngàn đứa tông nói lên mạng thì mất mạng, mà lên nét thì mất nét. Cái hãng Quy Đăng của chị, đúng rồi, trời ơi, bất chết cái máy này bị lây rồi đó, lây virus rồi. Rồi thôi bây giờ chúng ta học theo cái nghĩa là phương pháp này. Bây giờ coi như quý vị nếu mà có thể copy rồi đưa lên bài vở, copy đưa lên bài vở để cho cái câu này được liên tục thì như vậy quý vị dễ theo dõi hơn. Bây giờ không có Sĩ Nhật Quỳnh chấp bài lên phân tích từ, thì bây giờ quý vị hãy chú ý trong cái kho thì nó bỏ cái khôn ha. Plasma hi, câu đầu tiên của cũng được nè, đâu phải là không được đâu. Plasma hi, đây là một cái thành ngữ, đây là một cái nhóm từ, có nghĩa là thật vậy. Tasma hi hay là do vậy, hai chữ này nó đi liền với nhau nó mới có ý nghĩa ha. Tasma hi, do vậy, thật vậy, chính vì thế. Mến chào đạo hữu Nhớ Nhung. Rồi Nhớ Nhung mà vô đây chắc còn nhớ thêm nữa, nhớ kiếm chỗ nào vui vui chứ vô đây học cái kiểu này Nhớ Nhung chắc buồn thêm ha. Rồi vô sĩ phòng nhật hôm nay tiến bộ ha. Tasma hi, do vậy, thật vậy, chính vì thế. Rồi chúng ta tiếp cái câu đầu tiên ha. Thì rành cha bành nhành cha bu hu su tành cha. Câu đầu tiên. Thì rành cha bành nhành cha bu hu su tành cha. Thì rành cha bành nhành cha bu hu su tành cha. Câu này chúng ta thấy có ba từ, bỏ cái từ mà tasma hi ra ha. Tasma hi chúng ta bỏ ra. Câu đầu tiên có ba từ, thi ranh chá là một, banh nhanh chá là hai, bao hút su tanh chá là ba. Bây giờ chúng ta đi vào từng từ. Chữ thi ranh chá do cái từ thi răng cộng với chá,
cái từ thi răng do cái từ thi ra. Thi ra là một danh từ nam tính, à, Kranta Cung Linh Ga. Và chữ thi ra này được chia theo đối cách số ít Đô Tị Giá Huy Pháp Tí Ê Cá Quá Trần Á. Cho nên chữ thi ra biến thành thi răng. Thi răng có nghĩa là với bậc thiện nhân, với người thiền trí, với bậc thiện nhân hoặc là người thiền trí. Chữ chá ở sau có nghĩa là và, ha, một liên từ giữa cái từ này và từ kia, ha. À, chữ thi răng nó biến thành, cộng với chữ chá nó biến thành thi răng chá. À, không có chữ chá thì nó là thi răng. À, rồi. À, chứ. Rồi, rồi. À, nếu mà thi ra cộng với chá là sai. Bỏ dấu cộng, bỏ dấu cộng đi thì còn tương đối dễ hiểu. Chữ thi ra, à, đó là cái danh từ nam tính, nhưng mà nó biến thành thi răng thì nó là cách chia thứ hai đối cấp, à. Và chữ thi răng cộng với chá nó biến thành thi răng chá. Nên chào Sư Su Kha vừa đến với Pháp hội. Rồi, từ thứ này, bánh nhanh chá. Chữ bánh nhanh chá do cái từ bánh nhân cộng với chá. À, bánh nhân do cái từ bánh nhá. Đây là một tính từ nam tính, ha. Chữ bánh nhá này được chia theo đối cách số ít Đô Tị Giá Quỳ Phát Tí Ê Cao Quá Trần Á. Cho nên chữ bánh nhá nó biến thành bánh nhân. Bánh nhân có nghĩa là khôn ngoan trí tuệ. Khôn ngoan trí tuệ. Bánh nhân. Từ số 2. À, khôn ngoan trí tuệ có nghĩa là bánh nhân, còn cộng với chá thì nó là bánh nhân, ha. Chữ Nhật Quỳnh M có dấu chấm, bánh nhân là khôn ngoan tuệ. Khi nào có chữ chá có nghĩa là bánh nhân chá. Ở trên chữ thi răng, à, thì ở dưới này chữ bánh nhân. Bánh nhân có nghĩa là khôn ngoan trí tuệ. Chữ bà đó chúng ta bỏ qua bên đi. Khi nào đọc chung thì mới là bánh nhân chá. Và cái từ thứ ba, bahu sutan do cái từ bahu sutan, à, do cái từ bahu sutan có nghĩa là bahu có nghĩa là nhiều, suta là lắng nghe, à, lắng nghe học hỏi. Hai từ này đi chung với nhau, bahu sutan có nghĩa là nghe nhiều, nghe nhiều học rộng. Bahu sutan là nghe nhiều học rộng. Ai bahu, à, phải là bahu sutan, bahu sutan, bỏ chữ cha đi. Chữ chá là một cái chữ bà, nó nối liền cái chữ bánh nhân, chữ bánh nhân, chữ thi răng, ha, tức là bấu su tăng. Rồi, tục. Chúng ta đến câu số 2.
Đô số 2 Thô rây hạ si lăng Vá tạ văn tạ ma rí dăng Thô rây hạ si lăng Vá tạ văn tạ ma rí dăng Thô rây hạ si lăng Vá tạ văn tạ ma rí dăng Câu số 2 có 2 từ Thô rây hạ si lăng Thô rây hạ si lăng do 2 từ cộng lại Thô rây hạ Thô rây hạ Đây là một danh từ nam tính Hạ kran ta phung rinh gá Thô rây hạ là việc mang vác hoặc là có sự kiên trì việc mang vác hay là có sự kiên trì rồi cái từ si lăng do cái từ si lá là một danh từ trung tính akrantanapum sakalinga si lá có nghĩa là giới hạn nhưng mà chữ si lá này được chia theo đối cách số ít Đu tỷ gia quỳ pháp tí ê có quá trình á Cho nên si la biến thành si lăng Hai từ này đi chung với nhau Thô rây ha si lăng Có nghĩa là có sự kiên trì học giới Hay là có việc hành trì giới Có việc hành trì giới Có sự kiên trì học giới À ý nghĩa của cái từ thô rây hạ si lăng rồi bây giờ tới câu số 2 những hai chị em Chị Kha Nhật Quỳnh có đi vắng thì còn thì em Chị Hồng Nhật này hai chị em thấy cũng rõ ha À không sao Bây giờ từ số 2 trong câu số 2 Qua tao quanh ta mà ri dặn Qua tao quanh ta mà ri dặn Qua tao quanh ta mà ri dặn À câu này Bát tát quanh tăng ha rồi cộng với bát tát quanh tăng rồi bát tát quanh tăng cộng với ariyang bát tát quanh tăng do cái từ bát tát quanh tá Vata quanh ta ở đây nó là một tính từ nam tính riêng cái chữ Vata nó là một danh từ nam tính ha Vata ở đây có nghĩa là hành trì sự thực hành còn Vata quanh ta có nghĩa là về phận sự Vata quanh ta nó được chia theo đổi cách số ít chữ quanh ta nó biến thành quanh tăng ha à, đây là cái chia thứ hai đối tỷ giao quỷ phát tí e câu quá trình á à, đây là cái chia số 2 cái chia số ít ha à, quá ta quanh tăng có nghĩa là về phận sự nhưng mà có cái chữ a-ri-dân có nghĩa là bậc thánh hay là cao thượng bậc thánh hay là cao thượng rồi Ariyan Ariya rồi như vậy đó là câu số 2 Bây giờ chúng ta đến câu số 3 Tăng ta đi sang sắp Puri sang Tung mê thằng
tăng ta đi sang sắp puri sang su mê thăng tăng ta đi sang sắp puri sang su mê thăng. Câu số 3 này chúng ta có được 4 từ, tăng là 1, ta đi sẵn là 2, sắp puri sẵn là 3, su mê thăng là 4. Riêng chữ tăng có nghĩa là điều ấy, điều ấy rồi. Chữ ta đi sẵn, ta đi sẵn có nghĩa là như vậy, thế ấy, như vậy, thế ấy. Rồi, sắp puri sang, puri sa, chúng ta biết là một người nam ha, nhưng mà có chữ sa ở phía trước, đó là một tiếp đầu ngữ. Sắp puri sang, sắp puri sang có nghĩa là hiền nhân hay là tiền nhân hay là chân nhân. Cái chữ cuối cùng su mê thăng do cái từ su mê tha, su mê tha đây là một tính từ nam tính, nhưng mà riêng nó chữ mê tha đó là một danh từ trung tính. Akranta nó phun sắc linh ga mê tha cứ nghĩa là khôn ngoan trí tuệ. Ở đây chúng ta thấy có gì su ở phía trước, su mê tha, nhưng mà su mê tha ở đây được chia theo đối các số ít đô thị gia quỷ phát tí ê câu quá trình á, cho nên su mê tha biến thành su mê thăng. Su mê thăng có nghĩa là khôn ngoan, khôn ngoan. Rồi, bây giờ chúng ta còn câu cuối cùng. Câu cuối cùng là câu chót, có nghĩa là chấm dứt câu Phật ngôn 208. Vậy thì câu cuối cùng này có tất cả là Phát chê ta nắc khách ta ba thằng quá chân đi mà Phát chê ta nắc khách ta ba thằng quá chân đi mà phát chê tha nắc khắp ta ba thằng quá chân đi mà. Bây giờ chúng ta tìm ý nghĩa của từng từ này. Phát chê tha đây là một động từ số nhiều ha. Động từ này do căn ngữ pháp có ý nghĩa là nên giao thiệp, nên gần gũi, nên thân cận. Phát chê tha nên giao thiệp, nên gần gũi, nên thân cận. Số nhiều có nghĩa là nói lên những cái bậc và thiện nhân bậc thì hiền trí. Nakhatabathang câu số từ số 2. Nakhatabathang do hai từ Nakhata và Bathang. Nakhata đây là một danh từ trung tính Akranta Pumlinga. Nakhata có nghĩa là cái chu kỳ nó quay, nó chạy xung quanh vũ trụ, cái quy trình hay là một cái chu kỳ
của những ngôi sao mà nó chạy vòng quanh vũ trụ. À thì Nakhata, cái vòng quay, à tức là có những vì sao, có những mặt trăng, có những mặt trời, nó đi xung quanh vũ trụ trái đất ha. Rồi chữ Nakhata có nghĩa là vậy, như vậy. À, vòng quay của các vì sao, của các mặt trăng, mặt trời, à, đó là một cái chu kỳ, một cái vòng tròn vậy. Rồi chữ Ba Thân, chữ Ba Thân đây là do cái từ Ba Thá ha. Ba Thá nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumringa. Chữ Ba Thá ở đây có nghĩa là hành trình, con đường. Nhưng mà Ba Thá cũng được chia theo đối cấp số ít đối tỷ gia vị pháp thế hệ các quan trần á, cho nên cái chữ Ba Thá nó biến thành Ba Thân. À, Ba Thân có nghĩa là hành trình, có nghĩa là con đường hay là hành trình, con đường của các vì sao, con đường hay là hành trình của mặt trăng, mặt trời. À, đó là cái ý nghĩa của từ vựng câu Phật ngôn 208. À, bây giờ chúng ta ôn lại cho nó suôn sẻ một chút. Chính vì thế, ví như mặt trăng liên kết với hành trình của các ngôi sao, các ngươi nên giao thiệp với các bậc thiện nhân khôn ngoan ấy, có các đức tính như là khôn ngoan, hiểu biết, nghe nhiều, có sự kiên trì học giỏi, có ý thức về phận sự cao thượng. Con này quá, bài dài quá, bài dài quá. Bởi vậy giờ này chiếc số khá đi hàng hai ha. Bài dài quá thì kêu Đúc Kha, bài mà dễ đọc quá thì kêu Su Kha. Trời ơi, vô tư, khó hay dễ cũng do mình ha, hạnh phúc hay đau khổ cũng do chính mình ha. Rồi, à, Ngài Hòa Thượng Giới Đức, một cái bài dài như vậy đó mà Ngài coi như là thơ rất là ngắn gọn, có bốn câu ha. Ý nhân thường thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường căn sáng rỡ qua miền đầy sao. Ý nhân thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường căn sáng rỡ qua miền đầy sao. À, còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu vẫn trung thành với lối ngũ ngôn, tức là năm từ: bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc từ chế thanh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Trí nhân thượng sĩ thánh, bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Rồi, như vậy tự vận chúng ta không qua ha. Rồi, bây giờ đi vào bài học, chúng ta tìm hiểu trường âm, đoạn âm, bởi vì bài dài cho nên chúng ta phải chú ý chút nha. Mà cũng hơi khó đọc trong bài dễ. Cái chữ Tasma Hi Bảo Hoàng Bền, chú ý ha. Tasma Hi Bảo Hoàng Bền, chúng ta đọc một cái bài thơ
Thì ví dụ thì gần cho ban nhanh cho bố xuất cần cha, đó là một câu. Còn cái chữ do bài chính vì thế à, để hoàn bền không có đọc nè. Nếu mà đọc dòng kinh thì tương đối được, nhưng mà qua dòng kệ thì không có. Do vậy chính vì thế hôm nay nghe nó kỳ kỳ ha. Thì bây giờ trong dòng kinh thì chúng ta cũng có thể phân biệt tasma hi chính vì thế ha. Rồi thi ranh chấp banh nhanh chấp bố su tành cha, thi ranh chấp banh nhanh chấp bố su tành cha, thi ranh chấp banh nhanh chấp bố su tành cha. Ba cái từ này à, quý vị hãy nhìn theo ba từ mà sư Nhật Quỳnh đã đưa lại. Ủa hồi nãy giờ vô không có chào hỏi gì, cái vô cái chữ chữ đỏ thấy làm có hai chị em có buồn không đó hả? Trong khi chứ không nhật thì chữ màu tím, còn bên này chữ đỏ à, có thống nhất nhau không đó? Rồi kiếm chuyện nhau nữa, vô cũng không có trình chuyện, chơi chữ đỏ thấy tự nhiên ủa lạ lạ, hồi nãy thấy chữ tím. Thôi trở lại vấn đề. Thi ranh à, đúng rồi, thi ranh cha banh nhanh cha pa hu su tành cha. À quý vị nghe giọng đọc để rồi phân biệt trường âm hay đoạn âm à, chúng ta sẽ đi vào chi tiết ha. Thi ranh cha banh nhanh cha pa hu su tành cha. Với cái văn cộng có tất cả bao nhiêu âm từ à, lô cộng dùm bà con ơi, người 12, người 11 sao mà cái này kiếm chuyện ha, tiền hậu bất nhất rồi. Nào xích mê ta này, xích kim à, xích số cá không tham gia ngồi cười à? Ừ có vậy chứ. Rồi xin phô miệng nữa ha. Rồi úi dù Christina nữa dữ à, được à, bất chấp người ta chứ làm gì mà biết được mà chám lên số 11. Không để đếm coi à, dám nhiều khi coi như xíu buộc nó đúng cũng có nghe ha. Học học hôm giờ hả, ủa học trước rồi nè. Ồ, vậy dỗ quá rồi, có học trước rồi. À, chữ thi là một, chữ ranh là hai, chữ cha là ba, chữ banh là bốn, chữ nhanh là năm, chữ cha là sáu, chữ ba là bảy, chữ hút là tám, chữ su là chín, chữ tanh là mười, và chữ cha mười một, hay ba, xa thủ. À, ai cũng giỏi ha, làm tông tân trọng mà không giỏi sao được. Rồi trong 10 từ này, 11 từ nha, quý vị thấy có tất cả bao nhiêu trường âm nè, có tất cả bao nhiêu trường âm nè. À, chị Kim, chị Nhật Quân, chị Xu Kha, rồi chị Christina, rồi chị Phú Biển, ai cũng nói sáu của mình. Chị nha, chị Meta nói năm qua rồi. Chị Meta ơi, chắc mặt cho tôi quá à, đấm cẩm rồi, chắc cũng chắc sao gì cũng đi đoàn tụ với ông bà mà đi sớm quá vậy. À, tại sao nó năm rồi bây giờ nó sáu, thôi bây giờ lên phân tích đi, phân tích để cho nó nhớ à, có sáu mà hồi nãy đếm lộn rồi. Mời Sít Mê Ta câu đầu tiên. Alo, rồi thấy bàn tay rồi. Năm hai giá năm ba giá năm một sang khai con kính cùng chúc công đức tăng, con cảm với cô tu nữ, con kính con thái đạo tràng và con xin phân tích câu thi rần chá bình nạt bá hút xú tần chá.
thì rền cha bền nành cha thú tình. Dạ, trong câu này có 11 từ. Dạ, con thấy chỉ có hai loại trường âm, đó là trường âm có chữ thi là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, bên là âm nhấn, cá rồi nanh nữa là trường âm nhấn nữa, cá là đoạn, bá là đoạn âm, là trường âm nhấn, su là đoạn âm, và tanh là trường âm nhấn, và cá đoạn âm. Và như vậy thì trường âm thường có thi và có một trường âm thông thường thôi. Còn trường âm nhấn thì có ren là một, ben là hai, nan là ba, wood là bốn và tan là năm. Như vậy trường âm nhấn thì có năm và không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và đoạn âm thì có chá, rồi chá, bá, chá. Dạ, con đã xong, đã phân tích xong câu thứ nhất. Dạ, con xin cảm ơn lại cho ngài, coi ngài coi con có sai cái gì không. Sà-thu, Sika, Bita. Trường âm thì đúng hết, nhưng mà đoạn âm thiếu chữ số ha. Đoạn âm thiếu chữ số ha, tức là chữ cha nè ha. Chữ cha nè, chữ ba nè, chữ cha nè, chữ số nó nằm trước chữ tâm ha. Thiếu chữ số ha. À, nhưng mà như vậy thấy cũng rõ ràng ha. Rõ ràng rồi. Sao khen chúng ta dữ vậy Christina ha. Rồi có rồi, đúng rồi, khen vậy là tốt rồi. Rồi như vậy câu đầu tiên có còn gì thắc mắc không? Hồi nãy tài chát lên sai cho nên kêu lên để khẳng định lại, có nghĩa là không bắt chước người ta mà mình đếm lộn thôi. Rồi, bây giờ câu số 2, thù rầy hát xì lần, quá tàu hoành tâm mà riêng dần. Thù rầy hát xì lần, quá tàu hoành tâm mà riêng dần. Thù rầy hát xì lần, quá tàu hoành tâm mà riêng dần. Với câu số 2 này, thì quý vị biết rằng câu này có bao nhiêu loại trường âm. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Chị Mê Bà, chị Kim ha, chị Nhật Quỳnh ha, chị Xu Khá ha, chị Nhân Từ, sợ sai, trời ơi, sợ cái gì cũng biết, phổ biến cũng sợ sai. Chí Xu Khá cũng, ôi Chí Xu Khá có tham gia. Ây, chào ạ, ở đây có người nói hai đó. Hai câu này có bao nhiêu loại trường âm? Ai cũng nói ba, nhưng mà chiếc Christina nó có hai. Bây giờ coi lại để coi ha. Bây giờ đi vô từng chi tiết, có phải là ba hay là hai? Bao nhiêu trường âm thông thường? Alo. Bao nhiêu trường âm thông thường? Xích Nhật Quân, Xích Kim, Xích Meta, nó có ba trường âm thông thường. Xích Su Khá cũng mất chất luôn ha. Ừ, nhưng mà chắc đúng ạ. Ba trường âm thông thường là chữ thô là một ha, chữ si là hai ha, chữ ma là ba. Chính xác. Như vậy đâu phải bắt chước ta, rõ ràng chính xác, sao bắt chước được. Rồi, bao nhiêu trường âm nhấn?
bao nhiêu trường âm nhận. Thì chữ thô là một, đúng rồi, nhưng mà nó có hay là sai. Hỏi bao nhiêu trường âm nhận, thì bây giờ có người nói hai, có người nói một. Xin dục quỳnh nghe để chát lên để cho người ta bất chấp chát theo cho sai luôn hay sao, từ một đó ra hai. Bây giờ coi 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 lại ha. Thù rầy ha si lần qua tao hoành ta mà ri dần. Thì ở đây trường âm nhân của nó chính là chữ rây là một, chữ quanh là hai, đó là hai trường âm nhân ha. Rồi, chính xác hai trường âm nhấn. Bài câu này có bao nhiêu trường âm, đọc theo dạng nguyên âm. Bao nhiêu trường âm, đọc theo dạng nguyên âm. Chị cô Nguyễn cũng nhào vô ha, ăn ké ha. Không biết có đúng hay không này. Rồi, bây giờ mời chị cô Nguyễn phân tích cái câu này, câu số 2. Nói cái câu này mà nói là trường âm thông thường có hai, khổ quá. Rồi, mời bàn tay sư phụ biển. Nhớ ho nha. Nhắc lên và ho đọc mới đúng, phân tích mới đúng. Còn mà không ho là sai nha. Sao bàn tay đâu mất tiêu rồi? Bộ bất chấp cô tự duyên hay sao? Dục cái râm mới chịu chọc hả? Alo, sư phụ biển, thần ơi, năng nỉ mới chịu lên, khổ đế thiệt. Dạ, bạch ngài, con xin sám hối. Không phải, chủ con mưa to quá. Cái mạng con nó chập chờn cái lúc này, ngài kêu lên, con không có nghe được. Chừng xong rồi con thấy dằn chim là nói nhớ ho ngang rồi nên là lễ con chị tôn đức tăng tâm. Hello. Thôi ngoài sống nhiều quá cho nên bị nhiễu sống rồi phô biển chỉ ở ngày biển vậy sống quá trời quá đất mà nó nói là sống yếu ơi. Câu số 2, xin niệm từ ơi, vô đây ngồi làm trọng tài á. Ai sai ai trúng ngồi từ mình chán quá, mời xin niệm từ câu số 2. Phân tích dùm câu số 2, xin niệm từ ơi. Xin niệm từ. Ồ, cái kiểu này chắc từ bỏ chứ không phải từ bi ha. Mời không lên là thấy bỏ đi chơi rồi. Rồi, bây giờ sư phụ biển nghe rõ không? Sống tốt chưa? Ra vô lại có được tốt hơn hồi nãy không? Nếu mà tốt thì ta lên, còn không thì xin niệm từ sư phụ. Alo, xin niệm từ. Rồi, chạy chơi mất tiêu rồi. Vô đây ủng hộ đạo tràng. Như vậy là đưa tay lên coi cái âm thanh bây giờ có tốt hơn hồi nãy không. Chứ phô biển. Rồi chắc cũng như rứa rồi ha. Xong ngay rồi, cái gì nữa. Rồi xin niềm từ. Trời ơi khổ quá, mất cỡ gì giờ mới chịu đưa tay không biết nữa.
Dạ. À, Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con dạ. Con cũng muốn chạy lên cầm nước mà cái máy của con nó mỗi lần cầm nó cũng hơi khó đó thưa sư. Dạ. Dạ bây giờ Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phân tích câu số 2. Thu rê ha si lăng quá ta hoành ta mà ri dăng. Thu rê ha si lăng quá ta hoành ta mà ri dăng. Dạ, thu là trường âm thông thường, rê là trường âm nhấn, há là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là đoạn âm, quăng quanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy trong câu này có ba loại trường âm thưa sư. Dạ, trường âm thông thường có ba là thô, si và ma. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai, lăng và dân. Dạ, trường âm nhấn có hai là rê và oanh, còn bao nhiêu là đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con có sai, xin Ngài sửa lỗi giùm con ạ. À, con xin dâng bích lại cho Ngài. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thủ sách niệm từ. Con rất rõ ràng, chính xác, rất chuẩn. Rồi, đạo hữu cái chắc tí, nó chắc tay luôn. Sa thủ những cành hoa là tán dương. Sip Pekina tặng 4 cành hoa. Nhưng mà khi nãy nói rằng trường âm thông thường ở đây có 2, đó là sai nha. Sip niệm từ phân tích đó, trường âm thông thường có tới 3, đó là chữ thô, chữ si và chữ ma. 3 trường âm thông thường chứ không phải 2. Như hồi nãy Sip Pekina đã chát lên là có 2. Như vậy câu này có đầy đủ 3 loại trường âm ha. Rồi, như vậy là không ai còn thắc mắc phải không? Câu thứ nhất và câu thứ nhì sau khi mà chúng ta đã phân tích xong thì đọc lại để cho chúng ta nhớ. Rồi qua câu số 3 nha. Thì rành cha bành nhành cha bá hút su tành cha thù rầy. Thù rầy ha si lần quá ta hoành ta mà ri dần. Thì rành cha bành nhành cha bá hút su tành cha thù rầy ha si lần quá ta hoành ta mà ri dần. Thêm lần nữa ha. Thì rành cha bành nhành cha bá hút su tành cha thù rầy ha si lần quá ta hoành ta mà ri dần. Hai câu này trường âm đoạn âm có vị nào thắc mắc? Như vậy thì im ru qua câu số 3. Tăng ta đi sang sắp phú ri sang su mê thằng. Tăng ta đi sang sắp phú ri sang su mê thằng. Tăng ta đi sang sắp phú ri sang su mê thằng. Câu số 3 có bao nhiêu đoạn âm? Đưa lên 5 rồi nó 4, kiểu này làm rối đội hình hết trơn.
Sáng nay số 5 rồi cái chạy qua số 4. Rồi người ta tưởng, ồ giỏi quá. Cho nên số 5 người đầu tiên tôi cũng bắt giấc cho nên số 5. Rồi cái ngầu cười á. Hai chơi cái này không được nha. 5 là 5, 4 là 4. Xong rồi Sĩ Kim nói 5, 4. Rồi Sĩ Nhật Quỳnh 4. Rồi Sĩ Ca Phô Biển cũng 4. Sĩ Sũ Ca 4. Như vậy là 4 đoạn âm rõ ràng nè ha. Đi là 1 nè, Bú là 2 ha, Lý là 3 và Sú là 4. Có 4 đoạn âm gì mà chắc nên số 5 để cho người ta hớ chứ. Rồi 4 đoạn âm thì còn lại là bao nhiêu trường âm? Còn lại bao nhiêu trường âm? Qua câu đầu tiên thì chúng ta thấy đây là một câu càn khôn mà với cái lối 7 từ à 11 từ. 11 từ thì từ câu đầu tiên là 11 thì ở đây hết 4 đoạn âm thì còn là 7 trường âm. Trong 7 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Ngầu rắc rối hả? Trong 7 trường âm này thì nó nằm trong 3 loại trường âm, đó là Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Sú Ca, Sĩ Cô Biển nói vậy. Còn những vị khác có đồng ý không? Vậy ta ơi, mắc mờ rồi, lưu lẫn rồi. Rồi, chắc là thôi phải bắt thăm chứ. Không để chiếc mấy ta đi trước à? Hả? Bắt thăm đi. Nghĩa là ai bắt thăm trúng thì đi trước. Thì còn bây giờ vô học mà coi như sức biết ta thấy kiểu này buồn quá. Hồi nãy lên tham gia rồi thấy bị nhầm cái là theo bị giọng nè. Rồi sao mấy người lớn tuổi khó tính quá ha. Rồi ở đây có tất cả 3 loại trường âm ha. Trong 3 loại trường âm này thì quý vị thấy bao nhiêu trường âm thông thường nè, bao nhiêu trường âm thông thường? Xin lỗi, bạn. Rồi trường âm thông thường có 2 nè. Sĩ Ca Christina chú ý nè, trường âm thông thường ở đây đó chữ ta là 1 mà chữ mê là 2. Khi nào thấy ta mê đó là 2 trường âm. Chữ ta là 1, chữ mê là 2, đó là 2 trường âm thông thường. Rồi bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Trường âm nhấn có 1 ha. Chẳng đó trường âm nhấn có 1. Và trường âm nhấn đó chính là chữ sóc. Chữ sóc bởi vì cái nguyên âm A nó đi trước 2 phụ âm ghép là 2 chữ B. Rồi trường âm nhấn có 1. Và bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Có là cả 4 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. 4 trường âm đọc theo giọng nguyên âm đó là mời Sĩ Sú Ca lên phân tích lại để cho bà con hiểu rõ chút. Alo Sĩ Sú Ca phân tích dùm câu số 3. Có người nhắc là phải alo nổ trước à, mới lên à. mới phân tích ha. Rồi Sĩ Sú Ca đâu rồi? Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Bình. Dạ, con kính tri ân sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính hành lễ thượng tọa chư đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích đoạn số 3 của cầu kinh Pháp Cú số 209. Tăng ta đi sằng sắp bố di sằng su mê thằng. Tăng ta đi sằng sắp bố di sằng su mê thằng. Tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Ta là trường âm thông thường, tín là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sáp là trường âm nhấn, bú dí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ câu này có 3 loại trường âm và trường 3 loại trường âm. Trường âm nhấn có một chữ sáp, trường âm thông thường có chữ ta, chữ mê, còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ tăng và chữ xăng, hai chữ xăng, một chữ tăng và chữ thăng. Dạ con đã phân tích xong rồi, con kính thỉnh sư đến Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thú, sa thú, sư sư ca Phúc Kim nè, Kim Nhật Quỳnh tặng hoa. Như vậy chứng tỏ sư sư ca đã phân tích chính xác ha. Rồi sao mà đưa hai ngón tay nữa, ngon ha. Đọc thì sóng biển thì rào có bị nhiễu sóng, nghe lúc được lúc không ha. Nhưng mà ta như phân tích trường âm, đoạn âm thấy chính xác. À, rồi cầm micro thì hơi thất bại một chút, mà sư cô biển cố gắng khắc phục ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 4 là câu cuối cùng. Câu số 4 sau đây: Phát về tha nắc khắp tập ba thần quá trình đi mà. Phát về tha nắc khắp tập ba thần quá trình đi mà. Phát về tha nắc khắp tập ba thần quá trình đi mà. Câu này với câu đầu tiên có tất cả bao nhiêu từ? Mình có 12 từ luôn hả? Ba câu trước là 11 rồi, câu này 12 chắc ăn hả? À, 12, 12 là 24 hả? Dữ vậy? À, quý vị thấy có phải 12 không? À, Shishuka cũng bất chất hả? Ủa, như vậy là đúng nè. Phải chê thác là 3, nó khát ta là 6, ba thằng là 8, hoa là 9, chân là 10, bí là 11, ma là 12. Qua câu này không giống ba câu trên ha. Right. Thêm tới trong câu số 4 này, quý vị thấy có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? À, nhất trí với nhau ha, là chỉ có sư Nhật Quỳnh với sư Kiên thôi tham gia nói sao trường âm, có đúng vậy không? Bây giờ chúng ta tìm coi có phải 6 trường âm không? Thêm sư Suha nữa ha. Chữ chê là 1 nè, chữ nắp là 2, chữ khát là 3 nè, chữ thân là 4, chữ chanh là 5 và chữ ma là 6. Như vậy câu này có 6 trường âm. Trong 6 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Sao nằm trong ba loại trường âm ha?
nằm trong ba nói trường hầm, đi vô chi tiết có phải vậy không? Trường âm đọc theo dòng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo dòng nguyên âm có được bao nhiêu? Ba vị này nó có một bốn, nó có một, đó là chữ thăng. Rồi trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Sư Kim, sư Suka nó ba, sư Nhật Quỳnh cũng ba. Có phải vậy không? Trường âm nhấn ở đây chúng ta thấy nè, có phải trường âm nhấn không? Đúng rồi, chữ nắp là một, chữ tháp là hai, và chữ chanh là ba, đó là ba trường âm nhấn ha. Còn trường âm cuối cùng ở đây đó chính là trường âm đọc thông thường. Trường âm thông thường có được bao nhiêu bà con ơi? Người một, người hai, sao đây? Người một, người hai là sao đây? Sao Phú Biển nghe chát lên vậy là sao? Khi Phú Biển chát lên kiểu nhiều số quá, tối mắt luôn, là nhìn vô là thấy tới số rồi nha. Trường âm thông thường có chát lên 1 trừ 3 còn 2 ha. Có nghĩa là trường âm thông thường có 2 hả? Trong khi đó sĩ Kim nó có một nè. Rồi như là tay lao táo chát lên số 1 đầu tiên bị hố rồi, rồi mới chát lại số 2. Thôi bây giờ sĩ Kim nên lặp lại câu này để khẳng định lại là 2 trường âm thông thường hay là 1. Rồi xin mời. Dạ, con xin kính chào sư trí thức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Sư nói rồi, con là lỗ tai con thuộc loại quy đăng mà sư, quăng đi mà. Dòng qua dòng lại thấy sư nói vậy, xa thú đáng đời. Thôi con đọc lại đi. Cầu xuống. Tại vì con, sư biết không, tại con tính cái chữ tác ma hi đó, là một câu, rồi lúc mà con sư nói câu số 3 cái con cứ dòm là câu số, con gần dung lộn á. Sư nói câu số 1 thì con tưởng là câu số 1, mà sư nói câu số 3 lại con nói câu số 4 là hơi lộn chút vậy thôi. Tại con cứ tưởng là chữ tác ma hí đó thì sư tính theo chữ tính một câu thôi. Nói nhiều quá. Sư một hồi sư rảnh đó, sư nói lại cái chữ mà ủa hồi lần trước á, câu Kinh Pháp Cú câu 207 cái chữ Athana đó mà sư nói để tính sao á. Bây giờ con phân tích cái này ha, con nghĩ rằng cái chữ Athana đó chứ có lẽ là dấu quyền á, nó để lộn, thay vì nó để ở phía sau chữ ná là chữ na mà nó để chữ trước, thành ra khó biết không biết nó là thuộc về cách nào á. Có gì sư trở lại cái đó nha. Thôi để con phân tích câu cuối cùng cúng cùi này nè, số 4 mà cũng là số 1 của con. Tha chê tha nắp khắc ta pha thằng qua chằng đi mà. Tha chê tha nắp khắc ta pha thằng qua chằng đi mà. Tha là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, nắp là trường âm nhắn, khắc là trường âm nhắn, tá phá là hai đoạn âm, thằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, chăng là trường âm nhắn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Trong câu này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có hai chữ là chữ chê và chữ ma. Đọc theo giọng nguyên âm có chữ thôi là chữ thăng. Trường âm nhắn có ba chữ là chữ nắp, chữ khắc, chữ chanh. Chữ đoạn âm trong câu này nó có hai bốn, nó có sáu chữ là phá thá tá phá quá đi. Trong câu này, trong cuối câu cuối này
nó giống như câu số 2, nó có 12 từ, là nó có đầy đủ 3 loại trường âm. Nó khác với câu số 1 và câu số 3, là câu số 1, câu số 3 nó chỉ có 11 từ, câu số 1 nó chỉ có 2 loại trường âm. Con phân tích xong rồi, con có sai xin suy sửa lại. Dạ, con xin chào máy lại. Alo, 123, 123. Chỉ có một mình Sinh Nhật Quỳnh đã thấy Sinh Kim phân tích đúng à. Còn bao nhiêu ở dưới ngồi im ru à. Hãy câu 208 nói qua 207 làm gì để bị phân tâm ha. Để bây giờ cái câu cuối cùng này thì phân tích câu cuối cùng. Tới khi mà cái chúng ta sinh hoạt thì thắc mắc chúng ta hỏi, cái này chạy qua cái kia còn làm bị rối. Chỉ có mình Sinh Nhật Quỳnh chú ý lắng nghe mới tặng được 3 cành hoa. Không phải cùng một loại mà đi hái đi để ở ngoài kia một thứ này thứ kia thứ nọ được 3 cái. Mùa này nắng quá hoa cũng khó ha. Rồi Sinh Nhật Quỳnh mà tặng hoa thì chính xác rồi, còn nói gì nữa. Rồi như vậy là câu số 3, câu số 4 sau khi con thích chồng chúng ta ôn lại ha, để cho nó có sự liền lạc. Tăng ta đi sang sắp phú rí sang su mê thằng phá chê thá nắc khát ta ba thằng quá chành đi mà. Tăng ta đi sang sắp phú rí sang su mê thằng phá chê thá nắc khát ta ba thằng quá chành đi mà. Tăng ta đi sang sắp phú rí sang su mê thằng phá chê thá nắc khát ta ba thằng quá chành đi mà. Rồi câu số 3, câu số 4, có ai thắc mắc còn học đầu hỏi đó đi ha. Có ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì chúng ta ôn lại ha. Không đặt trên xuống dưới qua cái giọng kinh, tức là chúng ta chú trọng về trường âm và đoạn âm để đọc làm sao mình nghe mình biết ở đây đó là trường âm, đó là đoạn âm, mình có thể ghi chép lại được, đó là một sự thành công. Trong cái dòng kinh thì chúng ta có thể đọc chữ tasma hi, nhưng mà khi mà qua dòng kệ thì chúng ta chỉ đọc thi rành cha bành nhành cha bố hút su tầm cha ha, quý vị chú ý ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc trước về dòng kinh. Tasma hi hi ran cha ban nhan cha bo hu su tan cha thu rầy ha si lang wa ta wan ta ma ri yang tang ta di sang sap pu ri sang su me thang pha che tha nak khat ta ba thang wa chan di ma. Rồi đọc lần thứ hai. Tasma hi thi ran cha ban nhan cha bo hu su tan cha thu rầy ha si lang wa ta wan ta ma ri yang tang ta di sang sap pu ri sang su me thang pha che tha nak khat ta ba thang wa chan di ma. Đọc lần thứ ba. Tasma hi thi ran cha ban nhan cha bo hu su tan cha thu rầy ha si lang wa ta wan ta ma ri yang tang ta di sang sap pu ri sang su me thang pha che tha nak khat ta ba thang wa chan di ma. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc từ chế tánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Rồi mời bàn tay quý vị. Rồi bữa này dám dành với sư xuất ha. Rồi thôi đưa tay trước đọc trước đi. Dạ con xin chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc chứ con làm bài không bỏ của con nhiều lắm sư ơi.
con nghĩ còn khỏi lo mấy chuyện khác. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 208. Tasma hi thi ran chak Tasma hi thi ran cha phan nhan cha hus su tam cha tho rai ha si lang wa ta wang ta ma ri yang tang ta di sang sap pu di sang se thang tha ye tha nap khak ta pa thang wa chan di ma Tasma hi thi ran cha phan nhan cha ba hus su tam cha tho rai ha chi lăng quá ta hoàng ta mà đi rằng tầng ta sắp phu đi rằng su mê thằng tha về tha nắp khắc ta pha thằng quá chân đi mà tát mà hi thì rành cha thành nhằn tát mà hi thì rành cha thành nhằn cha bao khu su tầng cha thồ rầy ha chi lăng quá ta hoàng ta mà đi rằng tăng ta đi sang sáp phu đi sang su mê thằng tha về tha nắp khắc ta phát thằng quá chẳng đi mà tác mà hi thì rành cha phành nhằn cha bốc su tành cha thù rầy ha xì lặng quá ta quằn ta mà đi dặn tăng ta đi sang sáp phu đi sang su mê thằng tha về tha nắp khắc ta pha thằng quá chậm đi mà. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như chân theo đường sau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai sửa con xin nhận máy rồi. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Còn một lần nữa con kính lễ ngài Trí Đức cùng chư tăng đức tăng. Con kính lãnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 208. Tát ma hi thi ran cha ban nan cha ba hút su tần cha thô rầy ha xì lăng Quá ta hoành, ta mà ri dằn, tăng ta đi sằng, sắp bú ri sằng, xú mề thằng, phá trề, tha nát khách, ta ba thằng, quá chành đi mà, tách mà hi thì rành, cha bình nành, cha ba hút bình, cha thồ rầy, ha xì lằng, quá ta hoành, ta mà ri dằn, tăng ta đi sằng sắp bú đi sằng su mề thằng phát trề tha nát khách ta ba thằng quá tràn đi mà tách mà hi thì rành cha bình nành cha ba hút su tình cha thồ rầy ha xì lăng quá ta hoành ta mà ri dằng tăng ta đi sằng sắp bú đi sằng su mề thằng pha chề tha nát khách ta ba thằng quá chàn đi mà. Do vậy, bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đây con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Trí nhân, thượng sĩ, thánh nhân, thông minh, giác tuệ, giới phần nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường trăng sáng rõ qua miền đầy sao. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Alo, 123, 123.
Câu Phật ngôn 208 là một câu khó đọc, nhưng mà Sinita đọc rất là trôi chảy. Chỉ có một từ chúng ta thấy trong Phật độ á, tức là 10 pháp ba la mật á, thì trong đó có từ Banya. Banya là trí tuệ ha. Thì ở đây chữ Banyan chứ không phải Banan. Chữ N có vô ngã thì chúng ta đọc là nhờ ha. Banyan chứ Banyan chứ. Không biết nghe có phải Sigmenta đọc cái chỗ này Banan có phải vậy không? Hay là chúng tôi nghe lộn? Nếu mà nghe lộn thì xin lỗi ha. Chữ này là chữ banh nhanh chá, banh nhà là trí tuệ, thì ở đây bậc thiền trí ha. Bậc trí tuệ thì chúng ta đọc là banh nhanh chá. Rồi nếu mà nghe lộn thì xin lỗi Sigmenta ha. Rồi xin mời vị khác tiếp tục. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Dạ, lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, dạ con chào đạo tràng. Cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Con xin trả bài câu pháp cú số 208. Asma Hí thì rành cha bần nhằn cha ba hú su thành cha thổ rầy ha si lăng wa ta hoành ta mà ri dằn tằng tà đi sằng súp bu ri sằng su mê thằng tha chê tha nắc khắc ta ba thằng wa chần đi mà thì rành cha bần nhằn cha ba hú su thành cha thổ rầy ha si lăng wa ta hoàng ta ma ri yang tăng ta di sang sup bu ri sang su me thang tha che tha nak khắc ta ba thang wa chan di ma. Tasma hi thi ran cha thi ran cha ban nhan cha ba hu su tan cha tho re ha si lăng wa ta hoàng ta ma ri yang tăng ta đi sang súc bù ri sang su mê thằng ta chê tha nắc khắc ta ba thằng qua chần di mà. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hải gần gũi thân cận, thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Si lăng dạ. Dạ chữ đó là há si lăng. Dạ. Nên tôi xin đọc thêm một lần nữa. Con chờ cái bên niềm từ không có nhìn được bài. Xin Nhật Bình làm ơn cho. Dạ, cảm ơn xin Nhật Bình. Tasma hi thi ran cha ban nhan cha ba hu su tan cha tho re ha si lang dạ ha si lang wa ta wan ta ma ri yang tăng ta di sang sapuri sang sume thằng ta che tha nắc khắc
ta ba thằng qua trần đi mà. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Hòa Thượng Giới Đức: Trí nhân thượng sĩ thành nhân, thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, dạ thưa sư, trong cái câu này, cái câu chữ cuối là chữ ma, nó là trường âm thông thường, mà sao chữ ma lại có cái dấu chấm? Đó là dấu chấm nó không có quan hệ gì, hay là dấu chấm đó là của cuối cái câu, cuối câu văn hả thưa sư? Dạ, dạ hết câu hả chứ sư Quỳnh? Dạ, dạ chứ không phải. Dạ, dạ tự hiểu rồi, cảm ơn sư Quỳnh. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin ngài sửa lại giùm con. Dạ, con xin dâng bích lại. Dạ, kính mời đạo tràng lên trả bài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ sa thủ kính cảm ơn sư từ. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú 208. Tát ma hi thị rành cha bệnh nhanh cha ba hô su tành cha thơ rây ha sĩ lăng quá tao bành tạm ma ri dân tăng ta đi sang sắp bô đi sang su đề thăng phát chê thanh nát khắp ta bác thăng quá chành đi mà. Tạt mà hi thị đành cha bệnh nhanh cha ba hô su tành cha thơ rây ha sĩ lăng quá ta quân. Dạ, cảm ơn niệm tư. Dạ, con xin đọc lại. Tạt mà hi thị đành cha bệnh nhanh cha ba hô tành cha thơ rây ha sĩ lăng quá ta quân ta mà ri dân tăng ta đi sang sắp bố đi sang sư mê thăng hoa chê thanh khát tha bạc thăng quá chành đi mà. Tạt mà hi thị rành cha bành nhành cha ba hô su tành cha thơ rầy ha sĩ lăng quá ta bành tâm mà. Ta đi rằng sang sắp bố đi sang sư mê thăng hoa chê thanh nát khát tha bạc thăng quá chành đi mà. Tạt mà hi thị rành cha bành nhành cha hút con sai rồi. Tạt mà hi thị rành cha bành nhành cha ba hút su tành cha thơ rầy ha sĩ lăng quá ta quanh ta mà đi dần tầng ta đi sang sắp bố đi sang su mê thằng ba chê thanh nát khát ta ba thằng quá chành đi mà. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ bậc nghe nhiều trì giới, bậc chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Và đây là bản chữ ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trí nhân thượng sĩ thánh nhân, thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có đọc sai, ngài chỉ dạy lại cho con. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, các ngài bận rồi, phố biển có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Bây giờ cầm bích thử coi được không phố biển? Các ngài bận có khách rồi, không thấy tín hiệu gì của ngài hết. Phố biển có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không?
Phố biển ơi là phố biển ơi. Dạ nghe, mời bằng tay phố biển nghe. Dạ con đây thưa cô, con kính đảnh lễ ân đức Phật, kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính lễ ân đức Tăng, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng trong đạo tràng, con kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Vậy là bây giờ trả bài hả cô? Dạ. Con xin trả bài câu Pháp Cú số 208. Thì rành chá bành nhành chá bá hút xú tành chá thô rầy há xì lăng quá ta hoành ta mà rí dằn tằng tà đí sằng sáp bú rí sằng xú mề thằng phá chề thá náp khát ta bá thằng quá chanh đí mà. Thì rành chá bành nhành chá bá hút sâu tành chá thồ rầy há xì lăng quá tá hoành tá mà rí dằn tằng tà đí sằng sáp bú rí sằng sú mề thằng phá chê thá náp khát tá bá thằng quá chanh đi mà. Thì rành chá bành nhành chá bá hút xú tành chá thồ rầy há xì lăng quá tá hoành tá mà rí dằn tằng tà đí sằng sáp bú rí sằng xú mề thằng phá chê thá náp khát tá bá thằng vá chanh đí ma. Do vậy bậc hiền sĩ trí tệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: trí nhân thượng sĩ thánh nhân thân minh giác tuệ, dưới phần trang nghiêm làm bạn với bậc thiện hiền, đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao. Bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã trả bài xong, con xin gửi mic rô lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, Sa Tu Sa Tu. Đây là một câu Phật ngôn hơi khó đọc. Có khi một câu tới 11 chữ, có khi tới 12 chữ. Nhưng mà quý vị thấy rất là tốt. Bây giờ chúng ta xin ôn lại và qua giọng kể. Hôm nay giọng khang trang không biết đọc được không đó. Thì rành cho bành nhành cho bó số tành cho thù rầy há xì lần quá ta hoành ta mà rí dằn ta tầng ta đi sằng sắp phu rí sằng xu mề thằng phá chề tha nắc khát ta bát thằng quá chành đi mà. Bây giờ một câu 11 chữ thì chúng ta cũng chia ra
có thể thay vì tám từ thì chúng ta chia ra làm 2, 4, 4. Mà một câu tới 11, 12 chữ thì chúng ta có thể chia ra làm 3 để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Bây giờ chúng ta mở mũi sẽ đọc trước ha. Thật cả bởi vì trong đạo tràng có nhiều giọng hay hơn chúng tôi rất nhiều, chứ không phải là không đâu. Đi ran cha ban nhân cha ba hôn su tan cha hàn thô hay thô rây ha si lăng và ta văn ta ma ri yang tăng ta đi sang sắp bồ đề sang su mê thăng và chê tha na khát ta ba thăng và chân đi mà thế răn cha ban nhân cha ba hôn su tan cha thô rây ha si lăng và tài quan ta ma ri yang tăng ta đi sang sắm bồi sang su mê thăng và chê tha na khát ta ba thăng và chân đi mà thế răn cha ban nhân cha ba hôn su tan cha thô rây ha si lăng và ta quan ta ma ri yang tăng ta đi sang sắp bồ đề sang su mê thăng và chê tha mắc khát ta ba thăng và chân đi mà bậc hiền sĩ trí tuệ bậc nghe nhiều thì giới bậc tự chế thánh nhân hay gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. À chỗ này khi nãy xích niệm từ ha Bali đọc chuẩn, nhưng mà qua tiếng Việt ở chỗ này thánh nhân đọc thành chữ thành thầm nhân chứ không phải là thánh nhân ha. À, tiếng Việt Nam có dấu ha. À, sao mà mất bình tĩnh hay sao mà xích niệm từ đọc ở chỗ này là thầm nhân bậc tự chế thánh nhân ha, chứ không phải là thầm nhân ha. Rồi xin mời bàn tay quý vị, hôm nay thiếu cô tu nữ tự duyên ha, thiếu luôn cả sĩ Trần Đạo nữa. Rồi cố gắng lên. Rồi bây giờ mời sĩ Nhật Quỳnh kể trước đi ha. Rồi sĩ Châu Nguyễn mới bắt trước kể sau. Rồi sĩ Nhật Quỳnh, rồi kể trước ha. Dạ, sa thủ con hành tri ân ngài. Dạ, một lần nữa con hành kính hành lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng, mến chào Châu Nguyễn. Châu Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Châu Nguyễn ơi là Châu Nguyễn, có nghe được không? Dạ, ngài biểu con lên kệ trước nè, giống như đưa con lên đoạn đầu đại đâu phải không mệt ngài? Dạ, để chém thì dễ phải không? Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ không sao, có chém mà có chết thì cũng chết vì Phật pháp, không có sợ. Dạ dạ con xin là cái dạ này là cây đại đó bạch ngài. Thi ran cha ban nhân cha ba hùa su tan cha thô rai ha si lăng và ta quan tam ma ri yang tăng ta đi sang sắp bu đi sang su mê thăng pha chê tha na kha ta bát thăng qua chân đi mà thế ran cha ban nhân cha ba hô su tan cha thô rai ha si lăng và ta quan tam ma ri yang tăng ta đi sang sắp bồ đề sang su mê thăng pha chê tha na kha ta bát thăng qua chân đi mà do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ bậc nghe nhiều trì giới
Bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo được sao. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Thi ranh cha ban nhân cha ba hô su tân cha to rai ha si lăng và ta quan ta ma ri dằng tăng ta đi sang sắp bù đi sang su mê thăng pha chạy tha nát khát ta bạc ba thăng quá chân đi mà. Thế đàn cha bên nhân cha ba hùa su tân cha thổ rầy ha si lăng và ta quan ta ma ri dằng tăng ta đi sang sắp bù đi sang su mê thăng pha chê tha nát khát ta ba thăng quá chân đi mà. Trí nhân thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm làm bạn với vật với bậc thiện hiền đường trăng sáng rỡ qua miệng đầy sao. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Và con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và một tay cố biển bằng tay niệm từ chỉ metta xích duyên Nhật Quỳnh coi còn ai nữa, xích phạm vượng. Dạ, quý vị bàn tay xinh đẹp của mình lên đi Phổ Biển, cài đại đi Phổ Biển, đừng lo Phổ Biển. Cài hoài rồi cũng quen thôi mà, không lẽ Phổ Biển mà không cài được sao như chị mất ta sao? Đưa tay lên, đừng lo gì hết. Cài dở hả? Không có sao hết. Cài dở rồi từ từ sẽ giỏi. Có dở mới có giỏi chứ, lo gì. Bưa bàn tay lên nha. Nãy giờ té tới té lui rồi đưa đại lên đi. Dạ, mời cả đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính lãnh lễ sư trí đức, con xin kính lãnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh để cho con biết tín hiệu ạ. Dạ thưa con vô trễ nên con xin phép cho con được đọc kinh trước ạ. Tại con thấy câu dài quá thưa sư. Con xin phép được đọc kinh trước. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 208. Thì rằng cha bàn nhành cha bá hốt su tàn cha thù rầy há xì làng quá ta hoành ta mà rí dằng tàng tà đi sàng sắp bú rí sàng su mê thằng phát trề tha nắc khách tắp bá thằng quá chàn đi mà. Thì rằng cha bàn nhành cha bá hút su tàn cha thù rầy ha xì lăng quá ta hoành ta mà rí dằng tăng tà đi sàng sắp bú rí sàng su mê thăng phát trề tha nắc khách tắp bá thăng quá chàn đi mà. Thì rằng cha bàn nhành cha bá hút su tàn cha thô rầy ha xì lăng quá ta hoành ta mà rí dằng tăng tà đi sàng sắp bú rí sàng su mê thăng phát trề tha nắc khát tắp ba thăng quá chàn đi mà. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Trí nhân thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ
giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền, đường trăng sáng rỡ, qua miền đầy sao. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, dạ thưa, cái câu này giáo biết kể, thưa sư. Dạ, con xin phép con được xuống mít. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ, tại gì muốn vậy chứ Châu Nguyễn sao mà không kể được. Châu Nguyễn hay làm bộ lắm á, Ngã Phố Biển ơi, hay làm bộ vậy đó, vậy chứ mà giỏi lắm đó. Dạ, vậy thì sẽ chia ra. Chia làm ba ra, nó có gì đâu. Hồi chữ 4, 8 chữ thì mình chia làm 2. Còn giờ 12 chữ, 11 chữ thì chia mình làm 3. Nha. Nhưng mà nãy giờ Quỳnh thấy Duyên nè, 319 nè, nói là lên đọc nè. Bây giờ Duyên lên đọc đi, không kệ cũng được. Kệ cũng được, không kệ cũng được, đọc cũng được. Cứ lên cầm mic đi, rồi từ từ sẽ dạng lên thôi. Chứ mà ngồi đó hoài hả, giống chú Khá đi mất tiêu rồi. Như số Khá ha, ngồi hoài 6 năm trăm đó. Rồi Nhật Quỳnh thấy vậy mới nài nỉ năng nỉ riết, từ ở bên Pháp Cú qua tới bên này chạy về Pháp Cú, thì mới chịu lên cầm mic. Bây giờ đọc giỏi quá chừng rồi đó, không thấy sao. Anh cứ lên đi, phải liều kìa. Mình học Pháp mình liều, đâu có sợ mất cái gì đâu mà quý vị sợ. Ai mà cười mình thì người đó lỗ, đừng lo. Trời ơi, Nhật Quỳnh ở trong cái room này lâu rồi nha, có nhiều vị đọc tức cười lắm. Nhật Quỳnh nhớ có một vị sư đó lúc mà chưa có tu. Không có, đừng lo, đừng, không ai bịt đầu tai gì đâu. Tại vì đây là cái câu pháp của Đức Phật mà, đâu phải là bài hát đâu. Dạ, con kính chân Quỳnh đến ngày. Alo, 123, 123, kinh đã đọc xong, trẻ cũng đã đọc xong. Bây giờ ôn lại, chúng ta đi vào duyên sự, thời gian còn lại không bao nhiêu. Bởi vì câu Phật con 206, 207, 208, chính như vậy cho nên có cái chữ Tasma Hi, do vậy. Các bạn gom lại ý nghĩa của hai câu Phật ngôn 206, 207. Khi rành chăm bành nhành cho bó hút sụ tần cho thù rầy hát xì làng quá tàu hoành ta mà ri dàng tăng tà đi sẵn sắp vui sẵn thu mê thần phá chê ta nắc khắc ta bá thần quá trần đi mà. Thi ran cha ban nhân cha ba hôn su tan cha hàng thô rây hạ si lắng và ta văn ta ma ri yang tăng ta đi sang sắp bồ rê sang su mê thăng pha chê hana khát ta ba thăng và chân đi ma. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như sân theo đường sao. Ba câu Phật cũ này được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại cái làng tên là Teruwa, đề cập đến Đức Vua Trời Thế Thích. Khi mà cái thân ngũ uẩn của Đức Như Lai mòn mỏi sắp hết tuổi thọ,
thì ngài vì bệnh chết liệt, thiên vương Đế Thích biết tin này thì tự nghĩ rằng ta phải xuống thăm đức bổn sư và săn sóc chữa bệnh cho ngài. Rồi thiên vương Đế Thích từ bỏ thân xác của một vị trời cao lớn, xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, lấy hai tay xoa bóp chân của Đức Phật. Khi đó Đức Phật phán hỏi: ai vậy? Bạch ngài, chấm là Đế Thích. Đại vương xuống đây làm cái gì? Bạch ngài, chấm xuống săn sóc chữa bệnh cho ngài. Này Đế Thích, đối với chư thiên thì có mùi hôi thối của con người ở cách xa từ 100 giới tuần trở lại, giống như một cái xác thối nó đeo dính ở nơi cổ. Thôi thì thiên vương hãy đi đi, ta đã có chư địa khô nuôi bệnh rồi. Bạch Đức Thế Tôn, dù có đứng cách xa 84.000 giới tuần, chẳng vẫn ngửi được cái mùi hương giới đức của ngài mà đến đây. Một mình trẫm sẽ săn sóc cho ngài khi ngài đang bị bệnh. Rồi thiên vương Đế Thích không để cho ai lấy tay sờ đến chân đến cái chậu phẩm của Đức Thế Tôn, mà tự mình lấy cái đồ lấy cái chậu phẩm đó đội lên trên đầu mang đi, không hề tỏ ra nhăn mặt một chút nào, y như là đang đội một cái chậu hương thơm. Đức Vua Trời Đế Thích đã nuôi bệnh Đức Bổn Sư như thế, và khi ngài mạnh khỏe trở lại, thiên vương Đế Thích mới từ giả ra đi. Các vị tỳ khưu đưa ra câu chuyện thảo luận rằng: ôi, lớn thay là sự yêu kính của thiên vương Đế Thích đối với Đức Bổn Sư, sự vinh quang của trời như thế mà dám bỏ để nuôi bệnh cho Đức Thế Tôn, đầu đội chậu phẩm mang đi mà không một chút ngăn mặt, giống như đội một cái chậu hương thơm vậy. Khi nghe các vị tỳ kheo thảo luận như vậy, Đức Phật phán hỏi: này các tỳ kheo, các ngươi đang bàn luận về cái vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn về chuyện của thiên vương Đế Thích. Nghe như vậy, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, chuyện ấy có gì là lạ? Thiên vương Đế Thích đã yêu kính Như Lai, vì nhờ Như Lai mà thiên vương Đế Thích đã rời bỏ cái sắc thân cũ khi nghe pháp, rồi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, đổi lấy cái trạng thái của Đế Thích cả. Và có lần thiên vương Đế Thích cùng với Càn Thất Bà Panchasikha đi trước, thiên vương đã tìm đến Như Lai, băn khoăn lo sợ cái sự chết, và ngồi trong cái động đá Indasala chính giữa đại chúng chư thiên tùy tùng. Như Lai đã thuyết giảng lên câu Phật ngôn rằng: này Vasaka, hãy hỏi ta bất cứ vấn đề nào mà ông muốn hỏi, Như Lai sẽ trả lời rõ ràng tất cả. Và Như Lai để thuyết pháp thoại đoạn nghi cho Vua Trời Đệ Thích. Vua Trời pháp 140 triệu chúng sanh chứng đắc pháp nhãn, và chính cả Vua Trời Đệ Thích cũng chứng đạt đạo quả Tu Đà Hoàn ngay tại chỗ ngồi, và trở thành một vị thiên vương Đệ Thích trẻ. Như Lai giúp cho thiên vương nhiều như thế, cho nên không lạ gì khi mà thiên vương yêu mến Như Lai. Này các vị kheo, sự gặp gỡ các bậc thánh nhân cũng là một sự an vui, sự sống chung với những vị ấy ở một nơi cũng là một sự an vui. Trái lại với những kẻ ngu, tất cả mọi sự đều đau khổ. Câu Phật ngôn 206, 207 và 208 đã nói lên điều đó. Chúng ta xin lặp lại: thì rằng cha bành nhành cha bố hữu sư tăng cha thù rầy há si lần quả tông ta mà rí dần tầng ta đi sần sóc cô rí sần su mê thần phát chề tha lát khát ta phát thần quá chầm đi mà.
bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hay gần gũi thân cận thiện nhân chi giả ấy đi trăng theo đường sao. Ở đây cái từ Tasma gồm cả có phục ngôn 207, 208, 206. Với những người sống chung với kẻ ngu là khổ, sống chung với bậc thiện trí là an vui. Cho nên người trí có đầy đủ nghị lực, người không có đủ hàm trí cùng thánh trí, người đã văn thông suốt các bộ kinh, người đã đắc quả A-la-hán, người đã khép mình trong giới luật, người có giới đức đang hộ trì giới, người có thọ các chi pháp đầu đà, bậc thánh nhân đã xa lìa hết phiền não, bậc thiện trí thức còn có trí tuệ sáng chói đỡ cầu cơ đó. Chúng ta hãy nương tựa, chúng ta hãy thân cận những người như vậy, giống như mặt trăng noi theo con đường tinh khiết của sao đi trong hư không. Nhân sự này chúng ta thấy rằng Phật bình kiết lị xuống vua trời, từ xuống lô nuôi khỏi đời mời, giới thánh trong lòng ghi hằng cảm mến, thắng phàm đội đầu đội tạm quên hôi, gần hiền mới thấy vui thì đạo, xa trí còn nghe khổ tại đời, tăng chúng luân bàn câu chuyện lạ, yêu thì phải vậy bạn vàng ơi. Nhân sự câu Phật ngôn này chúng tôi cũng đã trình bày xong, và chúng ta có những cảm tưởng như thế này khi mà chính Đức Phật với cái thân ngũ uẩn của ngài đang bị bệnh kiết lỵ, có các vị tỳ kheo chăm sóc cho ngài. Nhưng mà rồi Đức Vua Trời đã thích nghĩ đây là bổn phận, đây là trách nhiệm, và đã xuống dành cho phần đó. Và quý vị biết rằng Thiên Vương Đế Thích, một vị mà coi cái quán cung trời 33 làm chúa cái quả dục giới này ha, hay mà săn sóc cho Đức Phật, cái chậu phẩm của Đức Phật á đội lên trên đầu đi, đem đi đổ về mà mặt mày không có nhăn nhó một chút nào, không có ghê tởm những cái mùi hôi thối, mà tự tay phục vụ cho đến khi Đức Phật hết bệnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời ha, hương thơm của giới đức. Mà chính Đức Vua Trời để đã thể hiện cái trách nhiệm tri ân Đức Phật. Thì nhân sự này cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào? Chúng ta cứ tị hiệp, chúng ta cứ dâm tị, chúng ta cứ nhìn quá, nhìn lỗi của kẻ khác mà không thấy những cái hay, cái đẹp, nhất là giới, nhất là định, tuệ của những người cùng phàm hạnh, mà chúng ta chỉ nhìn cái xấu, hãy nhìn cái đẹp để rồi chúng ta cảm thấy an vui. Mà khi chúng ta nhìn những cái xấu của người ta thì chính cái phẩm là nó hôi thối, nhưng mà đây là một sự hãnh diện Đức Vua Trời giải thích đã thể hiện mà mặt mày không có nhăn nhó. Chúng ta nghĩ sao? Rồi, mời quý vị có ý kiến. Alo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ triết nghĩa từ vựng cũng như đọc kiêu sự ba câu pháp cú 206, 207 và 208 cho chúng con được nghe. Dạ, nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ?
Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, Châu Nguyễn vào sau nè. Bây giờ Châu Nguyễn có ý kiến gì không? Cảm ơn Phú Nguyễn Quy Nhơn. Nhật Quỳnh thấy duyên 319 nè. Dạ, Bạch Sư cái chuyện gì đây? Có thể cầm mic được không? Thử cầm mic thử coi. Dạ. Dạ, kính chúc chị mít ta được ăn vui. Dạ, thử cầm mít thử coi nha. Nhan Duyên cầm mít được không? Nhật Quỳnh mời nha. Mà cầm mít đi, thử nói đi. Mô Phật. Dạ, có nghe con không ạ? Dạ, con thì con mới... trước hết con xin chào sư và chào mọi người. theo con hiểu thì mình là một người con Phật. Mình sống trong đời này á thì mình cũng nên mang ơn những người đã từng giúp đỡ mình, không những người mà đã giúp mà những vị mình tôn kính thì mình nên mang ơn họ. Nếu mà mình có thể giúp đỡ được họ trong những lúc khó khăn thì mình nên làm. Theo con là chỉ vậy. Chứ con cũng không biết nói gì hơn. Con cảm ơn cô. Cảm ơn sư. Sa thú, sa thú, xích chết truyền à. Lần đầu tiên cầm micro à, nhưng mà lời nói cũng lưu loát. Và sư phụ biển chắc cũng nhìn ra đây là một người đồng hương ha. Điểm chính ở đây xích chết truyền à đã nói lên cái vấn đề tri ân. Đúng là như vậy. Bởi vì trong một cái tâm trạng sợ hãi, Đức Vua Trời Đế Thích cùng với người thị giả của mình, tức là Banh Jessica, đã đến với Đức Phật trong một cái tâm trạng rối bời, bởi vì khi đó tuổi thọ sắp hết. Rồi Đức Phật hỏi có thắc mắc gì thì nói lên đi. Bởi vì khi mà tâm trạng bất an như vậy, đó là một cái điều không tốt đối với một cái vị mà thiên vương ở trên cõi trời. Mà khi mà tâm trạng mà bồi tội, nghĩa là phóng âm hoặc là mồ hôi đổ hoặc là hào quang nó đã yếu đi, tức là tuổi thọ sắp hết. Và khi sắp hết như vậy thì cung đường đi tái sanh không biết mình sẽ đi về đâu. Đừng lo sợ như vậy, thì Đức Phật đã tạo điều kiện để cho thiên vương Đế Thích đặt lên nhiều hỏi. Và nương theo những câu hỏi đó, Đức Phật đã khai sáng cho Vua Trời Đế Thích nhập vào dòng thánh, chứng đắc thánh quả Tu Đà Vần. Và khi mà chứng đắc thánh quả Tu Đà Vần thì từ cái tâm sát một vị thiên vương già cỗi đó trở lại cái vị trí của mình, tức là hết tuổi thọ và trở lại cái cương vị của một vị Vua Trời Đế Thích mà hình tướng trẻ hơn, hào quang sáng hơn. Khi đã bước vào dòng thánh là con của Đức Phật, thì đối với cái vị cha lành của mình, Đức Từ Phụ của mình, phải có trách nhiệm săn sóc.
và xuống nuôi bệnh cho Đức Phật để trả ơn, như Krishna đã nói là mặc dù nói ít nhưng mà cái nội dung nó chính là như vậy. Sa thú Sri Krishna, quý vị cứ mạnh dạn lên, đúng sai không quan trọng, nhưng mà nói lên được cái ý đó là điều mà chúng tôi quan hệ. Sa thú. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa quan chê nạ sô kì vô hô tụ sa phạt đà. Theo lời chân thật này, kính dâng vở phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hài Gia. Mời Sư Hồng Nhật và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ở tại đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.